Tại tỉnh Thái Nguyên, nhắc đến nuôi hươu không ai là không biết đến trang trại nuôi hươu sao của anh Phạm Văn Kiên ở xóm Dọc Cọ, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Hiện tại trang trại của anh đang chăn nuôi hơn 100 con hươu sao sinh sản, khai thác giống và lấy nhung. Theo anh Kiên chia sẻ thì thức ăn chủ yếu của hươu là từ cỏ voi, thân cây ngô, thân cây chuối, lá xoan, rau củ quả và ngô hạt. Mỗi lần cho hươu ăn, anh để ý thấy có nhiều vấn đề bất cập như: khi cho ăn cỏ voi nguyên cây, hươu ăn thường trở lại phần thân cứng khá nhiều, gây ra tình trạng lãng phí thức ăn. Việc thái nhỏ chuối, rau củ quả cho hươu ăn quá mất nhiều thời gian và tốn nhân công. Vãi ngô hạt vào máng khiến hươu khó ăn, còn bỏ sót nhiều ngô hạt trong máng. Việc cho ăn riêng rẽ từng loại thức ăn khiến hươu nạp khẩu phần dinh dưỡng không đồng nhất. Vì vậy, anh đã tìm hiểu và quyết định đầu tư các thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Các thiết bị anh đã lựa chọn bao gồm: máy băm nghiền đa năng phễu tròn 3A2,2 kW, máy thái chuối dạng lát 3A2,2 kW, máy băm nhỏ cỏ voi, cây ngô 3A2,2 kW, máy trộn thức ăn chăn nuôi trục đứng 3A3 kW. Toàn bộ các thiết bị đều sử dụng nguồn điện gia đình 220V nên rất là phù hợp với trang trại chăn nuôi của anh Kiên. Sản phẩm 3 thì nói chung là dùng rất là tốt. Trước thì mình cũng đã dùng cái sản phẩm của 3 rồi. Hiện nay là mình lại đầu tư thêm một dàn máy để phục vụ cho chăn nuôi hươu nhà mình. Đấy, hiện nay là quy mô đàn mình nhân đàn lên ấy, thì mình vừa rồi đầu tư thêm một dàn máy nữa. Với mục đích mang tới cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất, ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng của anh Kiên, đội ngũ kỹ thuật viên của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã trực tiếp mang tới tận trang trại nhà anh để thực hiện công việc lắp đặt và chạy thử máy cho khách hàng. Cây chuối là món ăn khoái khẩu của hươu sao. Để giảm bớt công sức lao động và thời gian băm thái chuối, chiếc máy thái chuối dạng lát 3A2,2 kW sẽ là trợ thủ đắc lực cho bà con. Những lát chuối mỏng được thái nhanh chóng đồng đều, không bị dập nát, không làm mất nước, mất chất dinh dưỡng trong chuối, đồng thời tránh gây ôi thiêu thức ăn do nhựa chuối, nước chuối chảy ra. Còn với chiếc máy băm nghiền đa năng 3A2,2 kW, giờ đây người lao động có thể dễ dàng băm nhỏ đu đủ rau củ quả, nghiền nát nhuyễn thân cây chuối, cỏ voi dùng cho hươu sao nhỏ mới bắt đầu tập ăn. Như vậy sẽ giúp cho hươu con dễ ăn và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, máy còn có thể nghiền được ngô hạt, cua, ốc, cá để bổ sung chất dinh dưỡng vào khẩu phần ăn cho hươu. Để giải quyết tình trạng hươu chỉ ăn phần lá, thân mềm, chừa lại phần thân, gốc cứng của cây cỏ voi, cây ngô, anh Kiên đã lựa chọn đầu tư chiếc máy băm cỏ thân cây ngô 3A2,2 kW chuyên dụng. Với chiếc máy này thì vấn đề trên sẽ được giải quyết trong tích tắc. Cỏ voi, cây ngô sau khi băm có thể cho hươu ăn ngay và có thể mang đi ủ chua để dự trữ cho mùa khan hiếm thức ăn xanh. Với chiếc máy trộn thức ăn chăn nuôi trục đứng 3A kW, giờ đây anh Kiên có thể dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn của hươu, chủ động bổ sung thêm thành phần dinh dưỡng như là cám ngô, cua, ốc, cá, xay nhuyễn vào thức ăn cho hươu bằng cách là phối trộn chúng với thức ăn xanh khoái khẩu của hươu. Các loại nguyên liệu sau khi được phối trộn với nhau tạo ra nguồn thức ăn chất lượng, giàu dinh dưỡng cho vật nuôi lớn nhanh và khỏe mạnh. Thời gian tới này, quy mô của đàn nhà mình lưng đàn lên thì mình vẫn dùng của sản phẩm của 3, tại vì sản phẩm 3 thì mình cũng trước mình đã dùng rồi. Đấy, thì bây giờ mình tiếp tục mình dùng của sản phẩm của 3. Đấy. Chăn nuôi hươu sao lấy nhung là hướng đi được nhiều nông hộ trên khắp cả nước lựa chọn. Hươu sao với đặc tính là dễ nuôi, ít bệnh và số tiền đầu tư con giống không quá lớn, thu hồi vốn nhanh và lợi ích kinh tế lâu dài. Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đã và đang đem lại nguồn thu đáng kể, nhất là khi có sự hỗ trợ của máy móc thiết bị chăn nuôi 3A lại càng hiệu quả hơn, giúp giảm thiểu tối đa công sức, thời gian để bà con có thể nhàn hạ hơn.
đã có rất nhiều bà con nông dân đạt được thành công rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi 3A. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trở thành người tiếp theo sở hữu công cụ lao động tuyệt vời này. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.